vào thế Đinh Tấn, lấy chân duỗi hất mạnh thẳng về phía trước, đồng thời lật bàn chân ngang chịu gót, không hất chân cao nhưng sát với chân trụ trở về Đinh Tấn. Động tác này ta tập 36 lần. Sau đó đổi bên. Tác dụng về mặt y học của động tác liên hoàn xích. Động tác này giúp cho chân cứng cáp, tác động tốt đến dây chằng, khớp háng và cổ chân. Vào thế Đinh Tấn, hất chân sau lên xéo về phía bên kia, đồng thời lấy bàn chân phẩy vào phía bên trong, trở về Đinh Tấn. Làm như vậy 36 lần. Sau đó đổi bên. Cũng làm như vậy, nhưng lần này phẩy bàn chân ra ngoài. Động tác này ta cũng tập 36 lần. Sau đó đổi bên. Tác dụng về mặt y học của động tác phẩy bàn chân. Động tác này giúp cho bàn chân khỏe, tác động tốt đến cổ chân.